Chào em, anh đến đây từ sáng. Em muốn ăn mì hay là ăn trứng rán? Tiền anh thì có hạn, nhưng tình yêu thì vô vàn. Còn Eric thì tên thật là Lê Trung Thành. Lê là họ Lê. Lê là họ Lê. Trung là Trung. Trung, Trung TR có không? Trung là Trung Thực. Trung Thu. Trung Thực. Lúc nào cũng là một đứa trẻ con mãi mãi. Thu cũng được ha. Trung Thu, Trung Thực này. Thành là Thành gì? Thành Công. Thành là Thành Công. Thành Công đó. Thì là cũng tên là một tên khá là Công. 50 chiếc điện thoại Oppo A5 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác có Samsung Anex xem muộn ngay, siêu vì mỏi tay. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Hoàng Minh Si. Mình là Eric. Và hiện tại thì Eric và chị Hoàng Minh Si đang ở phòng trường của game show Giọng Ai. Giọng Ai. Mùa thứ 5. Đây có lẽ là thứ 2 hay thứ 3. Thứ 2 bạn. Thôi lần đầu là chị ngồi với ai? Lần đầu là chị ngồi với ai nhỉ? Chị không nhớ. Chỉ nhớ em thôi. Đúng rồi. Rồi, ok. Thì cho em hỏi là nếu mà được chọn thêm một đồng nữa về đội nhạc thì hai chị thực ra là em phải đội ai cũng được. Căn bản là chúng em thường đến cái đích cuối cùng thôi, tại vì hai anh thì ai cũng sai. Tin là hai anh đâu. Dạ. Rồi mình cứ chuẩn bị tâm lý gì đối mặt với hai đứa nhà rất hay chặt chém. Bọn em thì trên đời không sợ gì đặc biệt là chặt chém. Eric thì có vẻ sẽ hơi sợ một tí, nhưng mà em sẽ bảo vệ Eric. Đúng rồi, hôm nay chị Hòa ở đây để bảo vệ. Đúng. Nhưng mà tập này thì Eric với lại chị Hòa là đối đầu với nhau thì mình cứ để ra nhau. Không phải công việc được chung đội nhỉ? Nhờ. Không phải là đội em. Không. Đúng rồi, thì hôm nay mặc dù là đối đầu nhưng thực ra lần nào tham gia chẳng là đối đầu. Nhưng mà đối với bọn em thì nếu mà bọn em là người thua cuộc mà em chọn phải người hát chưa hay hoặc là hát vui á thì em vẫn vui cái kiểu khác, tức là em sẽ mang một cái nụ cười cho tất cả mọi người. Nhưng mà nếu em là người chọn được thí sinh hát hay ngày hôm nay thì em sẽ lại mang đến cho mọi người một cảm giác khác, là chính là một bài hát là hay. Eric cũng thế thôi. Nhưng mà Eric thì chưa bao giờ biết là hát vui là như thế nào. Hôm nay cũng là may mắn thôi, thì hôm nay thì thực ra là cũng vẫn với một tâm thế là khi mà tới với Giọng Ai Cả Hai thì vẫn muốn là sẽ tìm được một bạn hay. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà tìm được một bạn hát hay thì cũng sẽ là lần đầu tiên được thử cảm giác hát cùng với một bạn hát vui. Ngày ngày hai gói nước cun, thân nhiệt giải độc lại còn đẹp da. Dạ, thì bài hát phiên bản ba chị em nhà Hoa Dương Phục đã lên top 9 khách hàng. Wow. Đây là thông tin mà bọn em không được biết luôn. Thật ra cái đó thì nói trước bước ngoài, nên là khi nào bọn em làm xong bọn em sẵn sàng rồi, lúc đấy thì bọn em bắt đầu mới bật mí. Vì khi mà đã là ba chị em hợp tác thì sẽ phải là một cái gì đấy rất là đặc sắc, nên là sẽ không nói trước được. Có lẽ có một câu hỏi là trước giờ là chị Hoàng Minh Si và anh Eric đều là mời đối phương tham gia với vai diễn là vai phụ của trong MV của mình. Có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ tham gia mời đối phương với vai diễn là vai chính không? À, dạ không ạ. Cũng phải chia sẻ với nhau vì sao mà. Tại vì nói chung là vì bọn em quá là thân đi, cho nên là bọn em không thể nào mà đóng người yêu nhau hay là trừ khi đóng là chị của nhà, ví dụ như một bài hát mà về tình chị em hay tình bạn bè gia đình. Em ví dụ như làm mẹ là chị đấy thì được, còn nếu mà làm người yêu không được. Cho em hỏi Eric nha, MV của mình thì mình làm select cái series clip cái MV của chị Hòa là mình làm. Không có thải đám nhá, không có thải đám. Nhân công nhá, thì mình có cảm thấy bị bóng không. Ok. Ông Eric nghĩ là tại vì là không thể nào mà trong MV của chị Hòa mà Eric lại là một cái người nào mà nó ý là cái vị trí của nó cao hơn được, thì Eric nghĩ là ở cái vai diễn đấy nó phù hợp nhất với Eric, cho nên Eric cũng không cảm thấy bất công gì cả. Eric chỉ cảm thấy là mình góp một chút gọi là nhỏ nhỏ vào MV của chị Hoa, như vậy là Eric đã rất là hạnh phúc rồi. Chị Hoa ơi, chị có thể hát live một đoạn bài không thể cùng nhau xuất hiện tại cái phần của mình. Thôi thì tí nữa nhỉ, chúng mình quay chương trình thì chúng mình sẽ hát live, nên là bây giờ mình phải giữ giọng, mình hát nhiều quá mất hay mất duyên. Rồi, còn em hãy rất nhanh. Với lại... Rồi, MV Anh Thích Nha của mình đã ra lại tổng top 5. Oh my god!
thì đến cái bạn nào nhỉ? À, chúng tôi lại quyết định không nhỉ? Eric cũng đã rất là may mắn khi mà được cả đồng hành cùng với cả chị Hòa và anh Phúc trong cả hai MV của trai của hai anh chị. Thì Eric mới thấy là nó để mà làm một MV đấy mình sẽ phải đầu tư chất xám rất là nhiều này, đầu tư về cả kinh tế nữa, thế cho nên thời gian nữa, thế cho nên em nghĩ là Eric sẽ cần phải, nếu mà Eric có làm trong tương lai thì có lẽ sẽ làm vào một cái khoảng thời gian mà khi mà Eric đã có cái sự chuẩn bị rất là chắc chắn rồi và tìm được một bài hát phù hợp rồi. Và bên cạnh đấy thì tại vì chị Hòa hay Phúc với rất nhiều nghệ sĩ họ đã làm quá là thành công, thế cho nên là thực sự nó cũng là một cái áp lực rất là lớn đối với Eric nếu như mà Eric làm không tới, cho nên là Eric hy vọng là trong tương lai nếu mà có cơ hội cũng sẽ rất là muốn thử để làm một MV cùng cha, nhưng có lẽ chưa phải là bây giờ. Nhưng mà thật ra là dòng nhạc của Eric theo đuổi hiện giờ và với những cái bước đường tiếp theo thì Hoàng nghĩ là cũng không hợp của Trang đâu. Nên là Hoàng nghĩ là cái việc mà thực hiện được một cổ trang giống mọi người nó không quan trọng bằng việc là Eric định hình phong cách của mình và để cho khán giả biết đến mình như thế nào ấy. Nên là cổ trang là cũng không quan trọng đâu. Nên Eric cứ giữ những cái gì mà Eric nghĩ là phát triển và tốt cho bản thân mình. Không biết là hai anh chị muốn đi nơi nào nhất, có việc nam và có gợi ý gì cho anh chị không? Thật ra là Việt Nam thì cũng chưa hết. Việt Nam thì vẫn còn đang còn các anh chị mọi người bị cách ly, Việt Nam chữa trị, nhưng mà ở trong cộng đồng thì Việt Nam đã hiện giờ là đã ngăn chặn được dịch rồi. Hòa và Edith thì và Phúc thì cũng vừa một chuyến đi du lịch ở nước mình rồi và thấy rằng là nước mình đẹp cũng chẳng kể đối với nước ngoài cả. Và Hòa thấy là ở nước mình còn rất là nhiều những cái địa điểm gọi là trên núi, trên rừng, dưới biển rất là đẹp. Oh my god. Nên là nếu mà có thời gian cũng như là có kinh tế thì ba chị em chắc chắn sẽ đồng hành cùng nhau ở nhiều những nơi khác ở Việt Nam. Hay là mình có trang cái gì tên á, kiểu như là thùy trong chuyện về đất Nam, dung trong dung gian dung nhẹ á, thì hai anh chị có thể giải thích cái tên của mình với cái trang đó được không? Chen à? Mình lại không biết Chen đấy nhỉ? Mình không biết. Chen không? À ok. Chen Hòa. Nguyễn Thị Hòa. Nguyễn Thị Hòa thì Nguyễn là Nguyễn. Thị là đây cây thị là dùng vị bà. Vị bà. một mùi thơm của quả thị. Hòa thì là hòa bình, hòa bình. Hòa đồng rất là giống với tính cách của Hòa luôn. Hòa đồng, hòa mình vào tất cả mọi người, dễ hòa mình vào đám đông và cũng như là hòa hợp, dễ hòa hợp với nhiều người. Đấy là cái tên mà họ nghĩ là bố mẹ đã đặt rất là đúng với tính cách của Hòa. Eric thì tên thật là Lê Trung Thành. Lê là họ Lê. Trung là Trung. Không phải Trung TR các không phải Trung là Trung Thực. Trung Thực. Trung Thực. Đâu lúc nào cũng là một đứa trẻ con mãi mãi. Thu được ha, Trung Thu Trung Thực này. Còn Thành là Thành gì? Thành Công. Công đó. Thì là cũng tên là một tên khác là Công. Thành Công. Mẹ đặt là Lê Thành Công nhưng mà sau cuối cùng thì kiểu Lê nó đúng rồi, sau cuối cùng thấy nó cũng hơi phô cho nên là cũng đổi lại là Lê Trung Thành để cái tên Công là tên ở nhà. Đấy thì bây giờ hiện giờ sự nghiệp của Eric là rất phù hợp với cái tên đấy rồi đấy. Xin chào tất cả quý vị khán giả, rất mong mọi người sẽ theo dõi chương trình Dòng Ải Dòng Ải.